Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với airsoft.vn. Hôm qua mình đã hướng dẫn các bạn cách wrapping iOS 17.0 bằng cách này. Tuy nhiên nó khá là phức tạp và khá là có thao tác, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách wrapping iOS 17.0 bằng một cách khác, nhanh hơn và cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là tại màn hình chính, các bạn sẽ nhấn và giữ vào hình nền để chỉnh sửa màn hình chính. Sau đó các bạn nhấn vào cái thanh nhỏ nhỏ dưới đây để chỉnh sửa bố cục màn hình. Một tay các bạn chọn vào một màn hình bất kỳ, tay còn lại các bạn chọn vào cái màn hình đầu tiên và kéo màn hình kia đè lên màn hình đầu tiên giống như video. Sau đó các bạn đợi một lúc và thả hai tay ra cùng một lúc nha. Đó, như vậy là các bạn wrapping thành công. Rồi, xin chào và tạm biệt các bạn.